Ngày 30 tháng 4, thứ năm tuần ba phục sinh. Ta là bánh từ trời xuống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: Không ai đến được với ta nếu Cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của Cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn mana trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Ta là bánh từ trời xuống. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sống bản tính loài người thật trong bản tính Thiên Chúa. Người đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Cái chết của người là cái chết của con chiên Thiên Chúa. Như một hy lễ đẹp lòng Chúa Cha, trong cựu ước, khi sắt tế một con chiên để làm lễ vật tế lễ, con chiên chịu nướng cháy trên lửa than hồng. Cho đến khi lửa tàn thì con chiên cũng chỉ còn là một nắm tàn tro. Thời xuất hành, Thiên Chúa phải bắt con chiên non, giết, lấy máu bôi trên cửa nhà, nướng chiên và ăn thịt chiên. Chúa Giêsu, hình ảnh của con chiên bị giết và trở nên của ăn, để con người có sức xuất hành mà về đất hứa. Bánh bờ trời chính là thánh thể Chúa Giêsu, là của ăn cho chúng ta hưởng dùng, để có nguồn sức thiêng liêng vượt qua cõi tạm trần gian này, để tiến về miền đất hứa muôn đời là nước Thiên Chúa. Hãy cảm tạ Chúa Giêsu làm người, ngôi lời sáng thế đã hóa thành nhục thể. Hãy cảm tạ Chúa Giêsu ban lời hằng sống, soi cho con người biết cõi hằng sống. Hãy cảm tạ Chúa Giêsu, lời nhập thể đã hóa nên bánh thánh thể, để con người được hưởng dùng, có đủ sức mạnh thần diệu bền bỉ mà hoàn tất hành trình trần gian và tiến vào quê hương mới. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Chúa muốn chúng ta xác tín vững chắc vào lời Chúa hứa và sốt sắng, siêng năng, thật lòng yêu mến, thật lòng khát khao và rước lấy thánh thể Chúa mỗi ngày. Hãy cảm nghiệm được tình Chúa
trong bí tích thánh thể, và hãy biến đời mình nên của ăn, thức uống, niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, con tạ ơn Chúa, con khao khát Chúa, xin Chúa ngự vào lòng con. Lạy Chúa, chúng con có cảm giác trần gian đang ít người hơn trước lúc đại dịch, nhưng họ yêu nhau nhiều hơn trước. Các nước đang thất bại nghèo khó về kinh tế hơn trước, nhưng lại thành công giàu có tình thương nhiều hơn trước. Xin Chúa giúp mọi người nhận ra tình thương của Chúa mà ca tụng Chúa muôn đời. Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch bệnh nguy hiểm nhất, đó là tội lỗi, để chúng con được sống trong ân nghĩa Chúa luôn. Amen. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con hiệp nhau nguyện cầu, lòng thiết tha nài xin Thiên Chúa cho cơn dịch bệnh chấm dứt. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con hiệp nhau nguyện cầu, lòng thiết tha nài xin Thiên Chúa cho cơn dịch bệnh.